Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em Phương. Thì hôm nay đứng trước mặt em Phương đây là một chiếc xe Hyundai New Motor H150 sản xuất năm 2024, sử dụng phiên bản là Euro 5. Thì hiện tại phiên bản Euro 5 này á thì đã về được khoảng tầm là một tháng đây ha. Thì bên em á, đã cho ra là những mẫu phiếu như là phiếu thùng lận, thùng bạt và thùng kính. Thì quý khách hàng nào đang có nhu cầu về đầu tư chiếc xe Hyundai New Motor H150 này để đi vào những cung đường nhỏ hẹp hay là thành phố thì cứ liên hệ vào hotline của em Phương để được em Phương tư vấn và báo giá cho quý anh chị. Với phiên bản mẫu Euro 5 này sẽ không thay đổi gì nhiều ha. Bây giờ nó chỉ là thay đổi về chiều cao của thùng và bầu khí thải. Với khuôn mẫu mã bên ngoài nội thất của chiếc xe này á, thì nó sẽ không có gì đặc biệt hết, thì nó cũng sẽ giống như mẫu Euro 4 thôi. Thì là phía bên trong thì nó là vẫn là sử dụng là ba chỗ ngồi, là sử dụng là ghế da, vô lăng hai chấu, thì vẫn là sử dụng hộp số là 6 số tới và một số lùi. Đây nhờ quý anh chị về dàn máy lạnh thì vẫn là sử dụng máy lạnh hai chiều, có dàn nóng và dàn lạnh ha. Đó. Về phần ngoại thất thì bên hông cửa xe thì vẫn là sử dụng là nhãn hiệu là New Porter H150. Phía trước là vẫn là logo Hyundai ở giữa. Đây. Đó. Về phần đèn là phần đèn chiếu sáng halogen, phía dưới là phần đèn sương mù cho quý anh chị. Về khung gầm taxi và vẫn là chiều dài kích thước thì nó vẫn như nhau hết, chẳng qua là có sự thay đổi về chiều cao. Phía sau thì vẫn là sử dụng là bánh đôi. Đó. Đấy. Hiện tại động cơ của xe là D4CB, 4 kỳ, 4 xi lanh. Thì hiện tại ra cho máy của mình là 2.5, công suất mã lực của xe lên tới là 130 mã lực. Thì xe nhỏ nhưng mà cái sức kéo của và động cơ ở xe rất là lớn luôn nha quý anh chị. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này á, là khoảng tầm là 100 cây là 8 lít. Thì 8 lít thì nó rơi vào là xe chưa có hàng. Ví dụ như mà xe chưa có hàng thì cho khoảng tầm là 10 lít đổ lại. Đó. Tuy nhỏ nhưng mà chiếc xe Hyundai New Porter này á, thì nó đang là cùng chung dây chuyền với là xe hơi. Thì khi anh chị đi vào phía bên trong á, thì nghe nổ máy lên á, thì rất là êm luôn chứ quý anh chị. Không nghe một tiếng động nào bên ngoài hết. Đây, thì em sẽ lên bên trong để máy lên cho quý anh chị xem chiếc xe Hyundai New Porter phiên bản Euro 5 này nha. Rồi. Đóng cửa lại nè. Khá là êm. Thì phía trước đây là sử dụng thông số trên phần mềm tablo của xe Hyundai New Porter H150. Đây, xe mới. Bên em chưa đóng thùng. Thì hiện tại chiếc xe này là đang có sẵn luôn nha quý anh chị. Là bên em nếu mà bây giờ đóng thùng thì nó rơi khoảng tầm là 15 ngày giấy tờ hồ sơ đầy đủ cho quý anh chị khi ra biển số. Thì bây giờ quý khách hàng nào đang mong muốn và đầu tư một chiếc xe Hyundai New Porter H150 này á, thì liên hệ vào hotline của em Phương để được em Phương tư vấn và báo giá cho quý anh chị. Nếu như quý anh chị đang có mong muốn đầu tư hay là đóng thùng theo quy cách theo yêu cầu của mình á, thì cứ liên hệ vào em Phương. Phương sẽ tư vấn cho quý anh chị nên đóng những loại thùng gì và inox gì để cho mình tiết kiệm được nhiên liệu mà cái thùng của mình nó lại bền hơn. Thì hôm nay cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của em.